Mình chào quý cô chú, hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Nhung ở Tân Dương, Đồng Tháp nha quý cô chú. Có một số mặt hoa tiếp tục giao lưu tới quý cô chú nha. Rồi, chào chị Nhung. Rồi, mình chào quý cô chú đến với kênh Sóc Phát TV ha. Hôm nay về nhà vừa có một số mặt hàng muốn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Gồm mai xanh, rồi tuyết sơn, hồng phụng và một số hoa mẫu đơn ha. Cóc thái, gồm có cóc thái và siro cô chú chị. Không mất thời gian quý số vừa của em là ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Số điện thoại là 0334270232, cũng là số Zalo bên em luôn ha. Không mất thời gian của cô chú chị là mai xanh trồng từ nhỏ ở trong cái chậu ha. Cây này có thể quý cô chú mình có thể là cho đi theo cái cổng nè, bò theo hàng rào nè ha. Một chút xíu nữa em lên cây lớn, cây này nó nhỏ nó chưa có ra hoa, thành ra chút xíu nữa em lên cây lớn thì sẽ giới thiệu mặt hoa cho cô chú anh chị ha. Để em đo thử thông số cây này cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Tí tính từ đỉnh này thôi ha cô chú anh chị. Cao cây này là 1m3 ha, bên đây cũng vậy luôn ha. Cái này hoành thân nó khoảng là cỡ ngón tay út của em thôi ha. Rồi một cặp gì em muốn giao lưu với cô chú anh chị mình là 300.000, em bao phí ship cho cô chú anh chị mình về tặng nhà ha. Rồi tiếp theo cái size cũng là tiếp theo cũng là một mai xanh, một cặp mai xanh luôn ha. Này size lớn hơn mà size lớn nha cô chú anh chị. Đây cây này là em trồng mà cũng được 2 năm mấy, nuôi trong cái bầu từ nhỏ tới lớn nha. Mặt hoa đó nè, đây đây mặt hoa đó, trên tuốt trên đọt đây. Này còn gọi là mái dây á quý cô chú. Này bò. Chú anh chị mình có trồng theo cổng hoa nhà, nó bò lên là nó hồng, hoa nó hồng xuống rất là đẹp ha. Rồi. Chiều cao thì cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình, có thể là em sẽ bớt cái đọt xuống một chút xíu để mình ship quấn, đi á. Quấn cò cái đọt xuống ha. Đúng rồi. Thì trong quá trình nó lỡ mà ví dụ như ship đi nó có lỡ có bị gãy thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm, nhưng mà không sao, nó vẫn ra lại bình thường ha. Rồi cây này chiều cao tầm khoảng nhiêu chị Nhung? Cao này nếu mà tính thì cái chiều cao này nó khoảng 2 mét mấy luôn á. Rồi. Đã 2m rưỡi ha. Đây là 1m rưỡi rồi là nó mới tới đây ha. Rồi. Tình thân cây này là hơn 8 rồi, em tính 8 thôi ha. Rồi. Cái này là 7, cái này là 7 ha. Rồi. Giá một cặp mình luôn chị. Giá một cặp này em bao phí ship cho cô chú anh chị mình là 600.000 về tặng nhà cho cô chú anh chị mình ha. Rồi. Dạ tiếp theo là mã này, mã A1 ha. A1, hoa giấy. A1. Giới thiệu với cô chú anh chị mình ha. Này ghép ngũ sắc hả chị? Ghép ngũ sắc ở đây là bao đủ 5 màu ha. Chiều cao cây này là 1m rưỡi cô chú anh chị. Tán ngang là em tính ở trong khu này đi ha. Còn cái phần ngoài là em bỏ em không tính ha. Tán ngang cây này là 1m3 ha. Này màu hồng, phớt hồng, vàng, vàng cam và màu đỏ nha quý cô chú, 5 màu nha. Đây là đủ 5 màu, hoành thân ở vị trí này là 28 ha. Đây cụ đế đây. Cây này lớn cây già cây nha quý cô chú. Cái này mình ship đường xe hả chị? Này là ship đường xe, em bao ship trong phạm kính 300 km ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000, em bao phí ship nhưng mà phạm kính trong 300 km thôi, tại vì cây này không có gửi đường bưu điện được ha. Rồi. Mình chỉ đi đường xe thôi. Khi đi ship nguyên cái chậu gửi đường xe luôn nha quý cô chú. Gửi bằng xe luôn nha. Rồi. Xe tải. Tiếp theo cũng có một cây nữa là cũng là ngũ sắc luôn ha. Cây mã B1. Mã này B1 nha. Hoa giấy ghép ngũ sắc 5 màu. Cây này có cái form đẹp. Chiều cao cây này vẫn là 1m rưỡi nha cô chú anh chị. Chiều cao cây này vẫn là 1m rưỡi ha. Tính tới cái tùm ở trên thôi nha. Tính tới cái mí ghép của mình thôi, không có tính cái phương trình kia ha. Em đo trong này ha, cũng là 1m3 luôn ha. Dòng này ghép ngũ sắc dòng của Thái nha quý chú, màu hoa rất là đẹp luôn. Gốc thì gốc giấy Mỹ ha cô chú anh chị. Quý chú nào thích cái dạng hàng lớn là chơi phôi này là hoành thân này là 27 ha. Giấy Mỹ này rất là lực nha. Hoành rất là lực. Đó, dáng hơi bài bài ha. Nghiêng nghiêng. Đó. Cái lưng nè. Rất là lực luôn cái tay mình nè. Tay cạnh là B1 này giao lưu với cô chú mình vẫn là 1.500.000, em bao phí ship phạm kính trong 300 km ha. Rồi bán kính 300 km nha quý cô chú. Đây màu vàng. Em là 0334270232 cô chú anh chị nào cái gì mà không rõ đó có thể là liên hệ với em sẽ chụp gửi qua Zalo rồi mình tham khảo lại ha. Rồi
đây màu vàng nè, vàng cam, màu hồng, đỏ và phớt hồng. Rồi tiếp theo quý cô chú, đây là một mẫu đầu tiên, mã số 1 là một cây tuyết sơn ha. Tuyết sơn, lá màu trắng, hoa màu tím. Nhưng mà hoa tím này nó lên hoa cũng rất là xiên hoa ha. Chiều cao cây này là 98, tán ngang là 70. Mặt hoa tím rất đẹp ha. Hoành thân là 7 ha. Cây nằm trên chậu nha quý cô chú. Cây này là nuôi chậu từ nhỏ tới lớn ha. Cây là thuần, không có sợ gì mất xích gì trên hết cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Cây tuyết sơn này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ngàn em bao phí ship ha. Rồi tiếp theo cũng là một cây tuyết sơn. Mã số 2. Này nó mới vừa búp bo hoa thôi nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là một cây tuyết sơn. Chiều cao cây này là 95. Tán ngang là 70 luôn ha. Hoành thân là 6 rưỡi em. 6 rưỡi em tính 6 rồi ha. Cây này thì nó có cái dáng thông như vậy ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi mã số 2 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 400 ngàn em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp theo là một cái hồng phụng. Mã số 3. Mã số 3. Chiều cao cây này là 65 ha. Tán ngang là 90. Lá màu tím, hoa nó màu đỏ. Màu đỏ. Hoành thân là 8, có dư em tính 8 rồi ha. Cây này trên thùng nha quý cô chú. Thuốc thân 1 tấm. Cây này, cả cây này là nuôi ở trong chậu cũng từ nhỏ tới lớn luôn. Rồi. Rồi cây hồng phụng mã số 3 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn em bao không tiếp ha. Rồi tiếp theo cũng là một mã số 4 cũng là một cây hồng phụng ha. Phồn tàn tròn ha. Chiều cao cây này là 90. Tán ngang là 90 luôn ha. Cây này với cây vừa gọi là một cặp nha. Hoành thân cây này là 9 ha cô chú anh chị. Thân được 1 tấc ha. Rồi mã số 4 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 500 ngàn em bao phí ship ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo một mặt hàng muốn giới thiệu với cô chú anh chị mình là mỹ hồng ha. Mỹ hồng cái này là xay nhỏ ha. Cây này đế trong thùng nha. Cây này là trồng trong thùng. Trồng trong thùng luôn. Đây có đế ha. Chiều cao cây này là 1m1 ha. Tới ngang cây này là 1m3 luôn. Cây một cốt da nứt rồi quý cô chú. Hoành thân á, em đo vị trí này là 12 luôn nè cô chú anh chị ơi. Có dư luôn ha. Cây đế trong thùng nè. Rồi thoát thân cây này là 2 tấc ha. Rồi mã số 5 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 ố lộn 300 ngàn em bao phí ship nha cô chú anh chị. 300 ngàn trong cây mỹ hồng. Rồi tiếp theo mã số 5, mã số 6 cũng là một cây mỹ hồng luôn ha. Cái lô này em trồng trong chậu hết cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 1m1 ha. Đây nghe em đo 1m2 ha. Đo là có dư hết cô chú anh chị. Chừng heo hết quý cô chú ơi, kéo hết thước cỡ 1m5 á. Cây toàn bộ đế trong thùng hết. Hoành thân này là 11 ha, đo trên này đi ha. Đế trong cái thùng nhựa này nó cuộn nè. Rồi mã số 6 này giao lưu với cô chú chị mình vẫn là 300 ngàn em bao phí ship cho cô chú chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 4 cũng là một cây mỹ hồng ha. Mã số 7. Ủa lộn. Mã số 7 cũng là lùng lực thôi cô chú anh chị. Cây mỹ hồng rất là đặc. Nhiều cao cây này là lộn thước. Chiều cao cây này là 195. Tán ngang là 1m2. Hoa mỹ hồng rất là tươi quý cô chú. Nhìn rực rỡ ha. Ồ, cây này cái đế rồi nè. Hoành thân này là hơn 12, em tính 12 hay cô chú. Đế làm trong thùng nó cuộn nè. Thoát thân là một tấc, khoảng 1 tấc rưỡi đây. Tay cành rưỡi ha. Tay cành đóng đông đặc luôn. Rồi, mã số 7 này giao lưu với cô chú anh chị mình là vẫn là 300 ngàn em bao phí ship ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 8 cũng là một cây mỹ hồng luôn ha. Chiều cao cây này là 1m1 ha. Tán ngang là 1m4 luôn. Lô này đặc biệt là nằm trong thùng hết nha quý cô chú. Có cái cây nữa, kẹt. Cây nó không có cái gì.
Hoành thân này là 11 hết cô chú anh chị. 11 rưỡi tính 11. Rồi, 6 tóc này vẫn là 300 ngàn em bao cái chiếc này cô chú anh chị nè ha. Tiếp theo mã số 9 cũng là một cây, là một cây hồng thường. Vàng hương đó. Một cây vàng hương đỏ xanh bông đậm ha. Chiều cao cây này là 1m1. Tán ngang là 1m ha. Vàng hương đọt xanh bông đậm, hoa rất là đậm nha quý cô chú. Cây này là em không có làm đế xuống đây, nếu mà cái củ như này là nó nở nha cô chú anh chị. Trên này thân em đo ở trên này thì nó hoành thân này là 11 ha. Rồi, 11. Nếu mà em xuống dưới này là nó khoảng 12 trở lên chứ không dưới ha. Thoát thân là 3 tấc. Mã số 9 ha. Mã số 9 này vẫn là 300 ngàn em bao quý chiếc cho cô chú anh chị nè ha. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 cũng là một cây vàng hường đọt xanh bông đậm ha. Chiều cao cây này là 1m2. Tán ngang cây này là 1m1 ha. Vàng hường đọt xanh bông đậm, hoa rất đẹp nha quý chú, rất là đậm. Hoành thân này em đo vị trí này ha. Hoành thân đo vị trí này là 11 ha. Thấp thân 3 tấc quá. Thấp thân 3 tấc. Rồi, mã số 10. Số 10 này giao lưu với cô chú mình vẫn là 300 ngàn em bao cái ship ha. Mã số 11 cũng là một cây vàng thường đọt xanh bông đậm ha. Hoa rất là đậm nha cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 1m2. Tán ngang cây này là 1m2 luôn ha. Cây này cũ ở dưới là nó nở, lúc nào nó cũng nở ra hơn ha. Hoành này em đo vị trí ở trên này. Hoành này nứt da me. Đây nó già cây hết ha. Hoành này 11 ha. Thoát thân là 3 tấc. Rồi, mã số 11 này giao lưu với cô chú mình vẫn là 300 ngàn em bao cái ship ha. Rồi, tiếp theo mã số 12 cũng là một cây vàng hường đọt xanh bông đậm, bông rất là đậm ha cô chú anh chị. Cây ở bên này em là bao sóng bao ship cho tất cả cô chú anh chị mình ha. Số điện thoại của em là 0334270232. Tiếp theo mã số 12 này là chiều cao 1m1 ha. Tán ngang là 1m1 luôn ha. Hoành thân là 11 ha. Rồi. Thấp thân là 2 tấc rưỡi. Rồi mã số 12 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 300 ngàn em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 13. Cũng là một cây mỹ hồng ha. Form này form lớn nha. Form này form lớn hơi nhỏ nha. Chiều cao cây này là 1m3. Tán ngang cây này là hết thước hết cô chú anh chị. 1m rưỡi. Đây, form hoa lên. Hoành thân là 11 ha. Này đế chưa khui nha quý cô chú. Thấp thân là 3 tấc rưỡi. Rồi mã số 13 là giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn em bao phí ship ha. Rồi 500 ngàn. Rồi tiếp theo mã số 14 cũng là một cây mỹ hồng ha. Cây này lùng lực ha. Cây chung. Mấy cái bao nó cầm lại để em bảo vệ. Tàn quá sáng tàn luôn rồi. Cây này là 1m2 ha. Tán ngang cây này là hết thước rồi cô chú anh chị. Lô này đế cũng nằm trong thùng luôn nha. Hoành thân này là hơn 12 chút, em tính 12 thôi ha. Thoát thân là 2 tấc. Cây này cũng nằm đế trong thùng luôn. Mã số 14 này giao lưu với cô chú mình vẫn là 500 ngàn em bao cái ship ha. Rồi tiếp theo mã số 15 cũng là một cây mỹ hồng ha. Đụng cái bầu luôn. Chiều cao cây này là 1m3 ha. Tán ngang cây này em tính hết tư thôi cô chú ơi. Hết thước. Hoành thân này là chỗ thùng luôn ha. Chỗ thùng luôn rồi. Dưới nó mới kẹt ấy, em đo trên này đi. Tính 11 đi ha. Trên này là 11 luôn. Thoát thân là 3 tấc. Đây này cái đế nè. Chỗ ra tới dưới này luôn. Rồi mã số 10 mấy hả? 15 này giao lưu với cô chú mình vẫn là 500 ngàn em bao cái ship ha.
Rồi tiếp theo mã số 16 cũng là một cây Mỹ Hồng ha. Cây này form tàn rất là đều nha quý cô chú. Chiều cao cây này là 1m3 luôn ha cô chú anh chị. Bán hàng là hết thuốc ha. Hoành thân này là 13 ha. 13. Hơn 13 tính 13. Thoát thân là 3 tấc. Trời ơi, ngồi đế rồi nè. Rồi mã số 16 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 500 ngàn em bao phí ship ha. Rồi tiếp theo mã số 16. 17. Mã số 17. Trời cây này quá phơm tàn luôn rồi. Còn do mà gom luôn. Cũng là một cây Mỹ Hồng ha. Chiều cao cây này vẫn là 1m3. Bán ngang hết thước rồi cô chú anh chị. Hơn 10 hoành thân hơn 12 em tính 12 đây ha cô chú anh chị. Tính 12. Xay xay. Xay xay cái đế rồi. Đây cái đế nào quý cô chú cũng cuộn rồi. Rồi, mã số 17 này giao lưu với cô chú mình vẫn là 500 ngàn em bao ship ha. Đấy. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo mã số 18 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn ha. Một người bưng mua không nổi luôn quý cô chú. Có dư hết. Hoành thân là 12 ha. 12 rưỡi tính 12. Thoát thân 2 tấc rưỡi. Cũng nằm trong thùng luôn nha quý cô chú. Về khui ra là đế cuộn ở dưới. Có đế nè. Đế kìa. Mình không có khui. Là có đế hết. Rồi. Rồi mã số 18 ha. 18 vẫn là 500 ngàn em bao phí ship ha. Rồi tiếp theo mã số 19 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn ha. Lớn không cô chú anh chị. Quá xá cái phơm. Cây này nó cao. Chiều cao cây này là 1m4 cô chú ơi. Cái ngang cây này vẫn là hết thuốc ha. 1m5. Hoành thân là 13 ha. Cây này cũng có đế luôn nha quý chú đây. Trời ơi cộng đế lực cả nè. Thoát thân cây này là 40. Mã số 19 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ngàn em bao cái ship cho cô chú anh chị mình về tặng nhà ha. Rồi, tông này tông cao nha quý cô chú, tông lớn nha. Rồi, tiếp theo mã số 20. Cũng là một cây Mỹ Hồng ha. Hồng xây lớn cho cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 1m4 luôn ha. Tán ngang vẫn là hết thước cô chú ơi, tại vì cây bên đây là cái đo... nó lớn là nó đồng trạng ha. Đo đo cây thước 1,5m là tính 1,5m à. Không có biết tính dư. Hoành thân là 13 ha. Đây cây này về quý cô chú mình xịt đế nha, nè, đế nè. Thoát thân là 3,5 tấc ha. Ồ, cái đế. Cùng cây là có trồng trong thùng bởi vì nó có đế. Mã số 20 là vẫn là 700 ngàn em bao cái cô chú mình ha. Rồi, 700 ngàn trong một cây Mỹ Hồng. Mã số 21. Cũng là một cây Mỹ Hồng luôn ha. Cây này cái đế quá xa cái đế luôn quý cô chú. Cực kỳ luôn. Cây rất là khỏe ha. Lá xanh mướt. Chiều cao cây này là 1m4, em tính 1m4 đi. Giờ là bước là biết nó còn có dư ha. Rồi. Lấy ngang cây này là hợp thức luôn ha. 1m5 luôn. Đây cái nồi đế nè quý cô chú. Đây bà chủ bà lùng quá, bà không có tính dài ra được. Tính 1m5. Rồi tới đó, tính tới đó. Rồi. Hoành thân này là 12 ha. Rồi xay xay cái đế hả? Cái đế cây này là VIP luôn nha quý cô chú. Thoát thân cây này là 40. Đây, một phèn nè. Rồi mã số 21 này giao lưu với cô chú mình vẫn là 700 ngàn em bao phí ship ha. Rồi, 700 ngàn bao phí ship. Số 22 cũng là một cây Mỹ Hồng ha. Cây này thì quá xá cái tàn luôn rồi, tông. Cây này một người B cũng hơi mệt. Nó lớn thì hơi lụng hơn em. Cây này B một mình là hơi mệt á, hơi đuối á. Tại vì cái tàn nó xòe quý cô chú. Này về quý cô chú mình trồng là phải chằng dây thêm.
này nếu như đo hết thước chắc cũng cỡ 1m8, 1m7, 1m8 thì em tính 1m6 đi cho thêm miếng. Rồi, đúng sức là cỡ 1m8 luôn quý chú. Quanh thân là 12,5 ha. Rồi, tính 12 đây, cái đế nè quý cô chú. Nằm sâu ở dưới. Quanh thân là 2,5 ha. Rồi, mã số 22 là giao lưu cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 em bao đi ship hết. Rồi, hàng này tàn khủng nha quý cô chú. Xài lớn nha. Cái mã số 23 cũng là một cây mỹ hồng ha. Tông này là trồng tệ gì cũng là 2,5 tới 3 năm mà. Đúng rồi, 2,5 rồi. Chị ca cây này là 1,3 m. Tán nhang là hết thuốc nha cô chú anh chị. Đặc biệt cái phơm tàn rất là đều nha. Đặt. Ôi cây này cái đế nữa nè. Đặc biệt là shop với chị Nhung là đế là toàn là đế quạo không à. Quanh thân là 13 ha. Đây cái đế nè. Cây này thấu thân là 3 tấc ha. Đây quay vòng vòng cho cô chú. Đế quá xa cái đế. 23 này vẫn là 700.000 em bao phí ship cho cô chú anh chị mình ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 24. Quá xa cái phơm tàn à, bưng chú thấy không? 24 cũng là một cây mỹ hồng ha. Hàng này ship đường bưu điện thì cái phí rất là cao nha quý cô chú. Cô chú anh chị mình mua một cây cây như thế này á, đem về tới nhà tính ra chi phí nó cũng rất là rẻ, nó không có phát sinh thêm cái gì trên. Mã số này là 24 ha. Chiều cao cây này là 1m4. 1m4 mà em đo là mới cái phân đoạn thôi, còn cái phân cao cao. Còn cái chớp ở trên là đo không tới á. Tới ngang là em tính 1m6 đi cô chú anh chị ơi. Đụng cái thước tới đây. Phơm tàn rất là đặc nha quý cô chú. Cái này về quý cô chú mình để tàn tự nhiên thôi vẫn đẹp. Quanh thân cây này là 13 ha. Nành đế ở dưới rồi. Thoát thân cây này là 3 tấc. Đây cái đế chống nạnh nè. Đế nó cuộn cuộn luôn. Rồi mã số 23 này giao lưu 24 này giao lưu với cô chú mình vẫn là 700.000 em bao với ship ha. Rồi tiếp theo mã số 25 cũng là một cây mỹ hồng xây lớn ha. Cây này cái phơm tàn tròn ha. Nói chung là cây bên đây là cuôn từ nhỏ thành ra cây nó có cái phơm đặc tròn tròn hết nha. Thì cao cây này là 1m3 luôn ha. Tán ngang là 1m6 của chú. Quá xa. Em tính vậy, em tính 1m6 chứ có dư cho cô chú anh chị mình hết á. À, chưa khui. Cây này chưa khui đế. Chưa khui đế à. Quanh 13. Quanh thân này là 13. Chưa khui nó lú. Lú cộng đế. Lực. Thất thân cây này là 40. Rồi, đây là đế nó chạy rồi. Cộng ra nè. Rồi, mã số 24 này giao lưu cho cô chú anh chị mình vẫn là 25. Mã số 25 này vẫn là 700.000 em bao phí ship ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 26 cũng là một cây mỹ hồng ha. Xây lớn. Rất là nặng quý cô chú. Chiều cao cây này là 1m4, em tính 1m4 đi nhưng mà cái thước là cô chú anh chị nhìn nó vẫn còn. Mới tới cái chót dưới à, cái phơm dưới à, còn phơm trên đỉnh nữa. Tới ngang cây này là hết thước ha cô chú. Rồi, đúng 1,5 m. Quanh thân cây này là 14 luôn ha. Rồi, cây này cũ đế chạc ha. Chưa khui. Quanh thân cây này là 45. Cây này đế chưa khui chân dâu nha quý cô chú, nở rồi, nở cũ rồi. Một cốt thoát thân. Rồi, mã số 26 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 em bao phí ship ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 27 cũng là một cây mỹ hồng ha. Cây đẹp mẹ em quá. Bình không nổi luôn. Nhỏ nhỏ mà đi một cái bự bự không. Và đặc biệt cái cây này cái phơm tàn nó gom đóng đông đặc một chỗ luôn quý cô chú. Cái cây chi cành nó cứng lắm nè, nó không có hoạt quả như. Tại vì vườn hình xưa mình trồng mình theo mình con thường á, nó đặc phơm tàn. Chiều cao cây này là 1m4 luôn ha. Ngang là hết thuốc rồi cô chú anh chị. Cái này nó có cái dáng hơi lắc nè. Thôi cái nồi đế nè. Chung là cây bên này là có đế hết. Cái này lưu mỹ hồng này là trong cái đời đầu với chú đợt đầu á, mới còn lại vậy nè. Lực. Rồi quanh thân là 13 ha. 13,5 tính 13. Thoát thân cây này là 50. 40. Thoát thân cây này là 48 ha. Đây nè cái đế bà con thấy nè, như vậy là về trồng khui ra một cái ha. Rồi mã số 27 này vẫn là 700.000 em bao phí ship ha. Rồi tiếp theo mã số 28 cũng là một cây mỹ hồng ha. Ồ cái phô tàn. Nặng quá, nóng dục quá trời.
chiều cao cây này là vẫn là 1m4 đi ha, anh tính 1m4 nhưng mà lúc nào cũng có dư thôi cô chú anh chị. Hối tài không tới luôn rồi, đo tới đó luôn. Tại vì lùn quá, gió hết thứ thì tới đâu thì tới đó. Cây này tán ngang tầm khoảng 1m7 tính 1m5 thôi. Đúng rồi, bên em là đo là em bao thông số cho cô chú anh chị mình hết. Đo là có dư hết ha, hoành thân này là 13 ha. Cây này cũng đế luôn nha quý cô chú, đế đây nè, cộng đế lực. Có thân cây này là 32 em tính rồi đấy, nếu mà cô chú anh chị nào không thích đấy, thích thân cao thì có thể cắt cái nhánh này bỏ lên đây cao lên được. Lên đây nó gom ha. Cắt rồi, mã số 28 này vẫn là 700.000 em bao tí xíu cho cô chú anh chị mình ha. Lô bi hồng này là chị Nhung phải đặt cái thước 2 mét mới được rồi đo mới tới. Rồi tiếp theo một mặt hàng em muốn giới thiệu với cô chú anh chị mình là siro ha. Siro trái. Siro trái này nó vừa rớt trái rồi. Mã số 28. Mã số 29. 29. 29. Đây, cái trái siro là quý vị. Cây siro nhưng mà cây này cô chú yên tâm đi. Cây này em bướng khoảng 1 tháng rồi. Nó muốn thụt bồn rồi ha. Cây này là em tính 1m5 thôi tại vì mình xí bưu điện nó chỉ nhận 1m5 thôi nha. Giao cây tính 1m5. Đúng rồi, cây này thì cũng không có tính tàn, tính em tính sơ sơ thôi tại vì mình bó vô rồi. Tán ngang bây giờ em đo là sơ hảo cho cô chú mình là 1m2 ha. Này mình về mình có thể bung ra cho dây em bé lại. Đặc biệt cái trái nấu nước uống rất là dinh dưỡng quý cô chú. Đây này có củ đế cuộn luôn. Trái nó có quanh năm. Siro là có trái quanh năm. Quanh 23. Quanh là 23. Rồi, cây này có đế cuộn ở đây quý cô chú. Rất lực nha. Rồi cây siro trái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng em bao phí ship ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cũng là một mặt hàng lớn xỉu cho cô chú chị mình cũng là siro trái nha. Quá trời, quá xa nó nặng luôn rồi. Chiều cao cây này vẫn là 1m5 cho cô chú anh chị. Và đặc biệt cái hoa nó rất là đẹp nha. Có hoa nè ha, hoa là nó có trái lại. Có hoa màu trắng, rất đẹp luôn đây nè. Cá ngang cây này em đo hạo là 1m2 ha. Cũng 1m2. Chiều cao cũng giao 1m5 nha quý cô chú. Con xuống bớt đi đường bưu điện mới nhận. Hoành thân ở này cũng là 23 ha. Đế sổ. Cái này vô đó là nhỏ nè, sắp đế. Rồi mã số 29 ha. 30 này vẫn là 1 triệu đồng em bao phí ship hết cô chú anh chị. Một cây siro rất là to nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 31, phôi cốc Thái. Phôi cốc Thái. Trái rồi quý cô chú. Chùm luôn. Em tính từ cái đỉnh phôi xuống đi ha. Từ cái đỉnh phôi xuống là 75 ha. Nếu tính từ trên cái đỉnh này xuống là 1m2 ha. Quay một chùm trái luôn. Trái nó vậy thôi, quay vòng vòng cho cô chú mình tham khảo nha. Cây này là nó có trái sẵn hết rồi, cây bên đây là bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình ha. Cây cốc này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng em bao cái ship gì tại nhà. Cái đế nó gà nu luôn, già quý cô chú ơi. Cây này là mười mấy năm rồi cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi 1 triệu đồng em bao phí ship ha. Mã số 31. Rồi tiếp theo mã số 32. Cũng là một cây cốc nhưng mà cây này là nằm ở trong chậu. Nuôi chậu ha. Phần chậu rồi. Đang có trái có bông luôn. Cây này có trái có bông. Chiều cao cái này là 1m2 ha. Tính từ cái phôi ha, không tính tược. Tính từ cái phôi tược thì bỏ, không tính cái tược mình không tính thì cô chú anh chị mình nhìn tham khảo đi ha. Một cốt dáng trực ha. Người đo cái hoành hào của chị. Ừ, cây này trên chậu sống khỏe nha. Lành cây này là 41 ha. Rồi xây cái chùm trái ra hẳn. Lên trái rồi kìa. Đây một chùm nào quý cô chú. Ở trên này đỉnh này lên bông luôn. Rồi mã số 32. Mã số 32 này giao lưu với cô chú mình là 1 triệu đồng em bao cái ship ha. Cái này cô chú gì chùm đó là nó có trái gì cho cô chú vậy. Rồi. Rồi cây mã số 32 này cũng là một cây cuối clip. Kính chúc quý cô chú dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý ha. Rồi cũng chân thành cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Rồi, mến chào quý cô chú ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú vào clip tiếp theo nha.